Hôm nay cả đất trời đang nhộn nhịp vào xuân, thì đảng bộ và nhân dân phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên vui mừng phấn khởi, tự hào kỷ niệm ngày cách đây 20 năm được thành lập phường Phúc Thắng. Giờ đây Phúc Thắng đã là một phường có tuổi đời tròn 25 tuổi, tràn đầy sức sống mới. Thưa quý vị và các bạn, nếu từ trên cao chúng ta thả hồn nhìn xuống, ta có cảm nhận như một bức tranh tổng thể của một cuộc sống đang vận hành nhịp nhàng sôi nổi với một văn hóa xã hội hiện đại. Các công sở, các công trình phúc lợi tập thể, các công ty nhà máy, trường học, các nhà cao tầng của mọi tầng lớp nhân dân, các di tích lịch sử văn hóa, đình, đền, chùa, các nhà thờ của các dòng họ đan xen với những con đường ngõ phố, với màu xanh của những tán cây, những hàng cây, những khu vui chơi giải trí. Tất cả như một bức tranh sống động, nhịp nhàng, không ồn ào, náo động. Vâng thưa các bạn, nếu nhìn lại một vùng đất này thì chúng ta thấy như một vùng đất linh tụ khí. Ngay từ thời xa xưa, như được đất trời ban tặng, phong thủy hữu tình, một thế đất hình vân mây bằng phẳng, một dòng sông uốn lượn, bốn mùa nước từ trên thượng nguồn Tam Đảo chảy về. Một dòng sông không biết có từ bao giờ, mà cũng chẳng ai biết ai đặt tên cho nó. Đến giờ này cũng chỉ biết tên sông Cà Lò mà trẻ mãi không già. Và có thế mà thời gian nào cũng có các nhân tài xuất chúng được mọi người tôn sùng và ngưỡng mộ, như nhân thần quốc gia Ngô Miệu, Trần Công Quốc, Đỗ Nhân Tâm, Ngô Tướng Quân. Và đến ngày nay, nhiều những danh nhân, doanh nghiệp, giáo sư, tiến sĩ và những người đứng trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Còn hôm nay, phường Phúc Thắng có diện tích vào khoảng trên 6 km vuông với mật độ dân số trên 15.000 nhân khẩu. Địa dư hành chính nằm về phía đông của thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Từ khi là một xã chuyển đổi thành lập phường Phúc Thắng thì tất cả bộ mặt của phường đã được thay đổi từng ngày từng giờ. Từ hạ tầng cơ sở như đường, trường, trạm, các công sở hành chính như được khoác trên mình tấm áo mới. Các khu di tích, đình, đền đã được tu bổ, cải tạo và trùng tu theo đà phát triển chung của đất nước, như đài nghĩa trang liệt sĩ, vân vân. Không những thế, còn là những nhà máy như nhà máy ô tô Honda và nhiều doanh nghiệp và các công ty đến để phát triển đầu tư, tạo điều kiện công ăn việc làm cho con em Phúc Thắng. Về công tác chính trị xã hội, Đảng bộ và nhân dân phường Phúc Thắng đã quyết tâm phấn đấu và thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước để trở thành khu phố, tổ, phường, trở thành điểm sáng của phong trào nhà nhà, người người thi đua. Đặc biệt, toàn dân phường Phúc Thắng đã nhận thức sâu sắc sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc xây dựng cộng đồng dân cư tự quản là việc làm thường xuyên liên tục, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Từ đó mà bà con nhân dân phường Phúc Thắng đã bằng nhiều hành động thiết thực để cùng với cấp ủy đảng, lãnh đạo của tổ, của phường, cùng hành động tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư và đã lấy tinh thần đoàn kết làm sức mạnh để phát huy dân chủ,
thực sự. Khai thác nội lực của mọi tầng lớp nhân dân để phát triển bền vững, không có hộ nghèo, tăng hộ khá và hộ giàu chính đáng. Đường phố phong quang sạch đẹp, xóa bỏ tệ nạn xã hội, không để người có vi phạm pháp luật thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước. Cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc. Ai cũng có việc làm, ai cũng được tham gia học tập. Các tổ, khu, dòng ngõ bình yên, môi trường xanh, sạch đẹp. Công tác đền ơn đáp nghĩa, Đảng bộ và nhân dân phường Phúc Thắng luôn đặt lên hàng đầu, chăm lo cho các gia đình, các đối tượng chính sách. Hàng năm tổ chức thắp nến tri ân tại các đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, cho các thương bệnh binh và các gia đình gặp khó khăn. Công tác giáo dục, Đảng bộ và nhân dân phường Phúc Thắng đã kết hợp với nhà trường chăm lo việc học hành cho các cháu. Từ các lớp mẫu giáo cho tới các trường tiểu học cơ sở, trung học cơ sở, hàng tháng, hàng quý đều đạt 100% chất lượng học tập và lên lớp hàng năm. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày kỷ niệm 20 năm ngày thành lập phường Phúc Thắng. Từ Ủy ban Nhân dân phường đến các con đường, ngõ phố đã bừng lên một màu cờ hoa đủ sắc màu, như khẳng định một sức sống mới của nhân dân phường Phúc Thắng. Những băng biển, băng rôn biểu ngữ như một sự tự hào, quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các nhà máy, các công ty doanh nghiệp đứng trên địa bàn phường đã nhìn trọn vẹn thành quả đã đạt được trong 20 năm qua và định hướng tiếp theo cho những năm tới. Một sự nồng nhiệt phấn khởi vui mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập phường đã trở thành ký ức của người dân phường Phúc Thắng, tạo tiền đề cho sự nghiệp không ngừng phát triển và xây dựng của Đảng bộ và nhân dân phường Phúc Thắng. Chúc cho sự lớn mạnh của phường Phúc Thắng hòa chung với điểm cầu của cả nước chung tay xây dựng đất nước văn minh, giàu và đẹp hơn.